Mới đây mạng xã hội xuất hiện clip Giang hồ mạng Phú Lê mặc áo hoàng bào biểu diễn trong một đêm trung thu thiện nguyện cho trẻ em vùng cao. Chỉ sau vài giờ bức ảnh lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, ngay lập tức chính quyền đã yêu cầu phía nhà trường làm báo cáo giải trình gửi phòng giáo dục và các đơn vị liên quan. Thế mới thấy dù Phú Lê không bị công an sở gáy, nhưng 1001 con mắt vẫn đang theo dõi từng động thái của người này. Phú Lê mặc long bào như hoàng đế nhà thành Trung Quốc. Youtuber Phú Lê, tức Lê Văn Phú nổi tiếng ở Việt Nam với danh sừng giang hồ mạng và thường xuyên giao giảng đạo đức, nghĩa khí giang hồ, trên kênh YouTube Phú Lê trên 2,2 triệu lượt người đăng ký. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh và video clip ghi lại cảnh giang hồ mạng Phú Lê trong bộ trang phục của vua chúa nước ngoài đang say sưa ca hát trên sân khấu, khán giả bên dưới là các cháu thiếu nhi trong trang phục của đồng bào dân tộc. Ngoài Phú Lê tại chương trình cũng có sự góp mặt của nhiều giang hồ mạng khác với các tiết mục ca nhạc, phát quả trung thu cho các em nhỏ. Theo hình ảnh trên clip, trên phong của chương trình được trang trí với đèn ông sao và in chữ Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu. Trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở Làng Nhì, phía trên phong sân khấu là sự xuất hiện của sứ mệnh và tầm nhìn. Ngay trong clip được đăng tải của tài khoản Phú Lê, nhiều bình luận bày tỏ bất bình về trang phục biểu diễn có bình luận viết Việc làm thì ý nghĩa tốt đẹp bao nhiêu thì ăn mặc lại phản cảm bấy nhiêu. Ăn mặc lỗ bịch Xác nhận với báo chí, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu Yên Bái cho biết hiện đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo cùng nhà trường làm báo cáo giải trình việc giang hồ mạng ăn mặc phản cảm trong đêm trục thủ. Ngày 3 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu và lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái đã thông tin về việc giang hồ mạng Phú Lê ăn mặc như vua chúa nhà Thanh, nhảy múa, hát hò trong chương trình đêm hội trăng rằm tổ chức vào dịp Tết Trung Thu vừa qua tại trường tiểu học và trung học cơ sở Làng Nhì, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu Lê Trung Anh cho biết, huyện đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và nhà trường báo cáo giải trình về tất cả các việc liên quan khi tổ chức chương trình. Vào thời gian trên, nhóm từ thiện của Phú Lê có khoảng 40 người tới địa bàn huyện Trạm Tấu và trình bày với nhà trường về việc muốn tổ chức một đêm trung thu và trao quà cho các em học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Làng Nhì. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu Nguyễn Thị Hà cho biết, quá trình tổ chức có những đơn vị độc lập có thể tổ chức riêng, có những đơn vị tổ chức chung gồm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Đối với việc tổ chức Tết Trung thu tại trường tiểu học và trung học cơ sở Lăng Nhì, bà Hà thông tin, theo kế hoạch của huyện thời điểm đó có lãnh đạo được giao phụ trách địa bàn xã và lãnh đạo đã đến dự trao quà tặng cho các cháu học sinh. Theo bà Hà, tổng các đơn vị độc lập tổ chức riêng là có 15 địa điểm. Việc tổ chức lành mạnh không có gì xảy ra. Không khí vui tươi, không vấn đề gì. Nhưng sau khi tổ chức chung, phòng giáo dục và đào tạo nhận được thông tin. Ngày hôm đó, đoàn tới trao quà tặng học sinh. Tuy nhiên, thành phần đoàn mặc quần áo không đúng với văn hóa Việt Nam. Cũng theo chia sẻ, việc làm của nhóm từ thiện này không có gì phải chê trách. Tuy nhiên, có một sơ suất trong việc thống nhất về trang phục biểu diễn, nên Phú Lê đã mặc một bộ quần áo phản cảm lên sân khấu để biểu diễn. Sau đó phòng giáo dục đã yêu cầu nhà trường báo cáo rút kinh nghiệm khi để cá nhân mặc trang phục không đúng với văn hóa Việt xuất hiện trong chương trình. Cùng với đó chỉ đạo tất cả các đơn vị nhà trường lưu ý trong công tác tổ chức. Bà Hà nói, trong báo cáo giải trình của thầy giáo, do nhận thức chưa nắm rõ hết về các thành phần của đoàn dẫn tới quá trình tổ chức không kiểm soát được hết các nội dung dẫn tới việc này. Tại sự kiện Tết Trung Thu được tổ chức tại trường tiểu học và trung học cơ sở Lăng Nhì, đoàn đã trao tặng khoảng 500 xuất quả, mỗi cháu được một chiếc đèn ông sao, một túi bánh trung thu và tổ chức bữa cơm chiều cho học sinh, với tổng trị giá khoảng trên 90 triệu đồng. Trước đó, trên một số diễn đàn mạng chia sẻ hình ảnh đêm hội trăng rằm có sự xuất hiện của Phú Lê biểu diễn. Đáng nói, người này mặc bộ trang phục của vũ chúa nước ngoài, vui vẻ ca hát trên sân khấu. Bên dưới khán đài, khán giả là các em thiếu nhi trong trang phục của đồng bào dân tộc nhiều bình luận của khán giả để lại bày tỏ bức xúc như sau khiếp thật các anh toàn diện những bộ trang phục đắt tiền thậm chí ăn mặc đồ như một đế vương nước ngoài để lên bục tặng quà hát hò trong tiếng vỗ tay vang dội của người lớn và bọn trẻ trông như idol ấy ơ ờ, nhưng sao từ khi di chuyển tới kết thúc chương trình là những buổi nhậu nhẹt linh đình đều được quay chụp phát trực tiếp chia sẻ liên tục trên nhiều nền tảng thế nhỉ có mục đích gì không Mấy ông này định làm màu, đánh bóng tên tuổi, hay muốn nổi tiếng để bán hàng online thế? Trong khi bao nhiêu người họ âm thầm làm, nhưng không ai livestream đăng thông tin lên mạng xã hội đã tài trợ bao nhiêu tiền, bao nhiêu hiện vật. Trong ý nghĩ của họ, đó là trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, với chính con em họ. có những người nâng cao quan điểm cho rằng thật lố bịch khi Phú Lê lên biểu diễn trong lễ Trung thu cho học sinh vùng cao ở làng Nhì, trạm Tấu Yên Bái. Thật cạn lời không hiểu ở môi trường học đường có cần một ca sĩ mạng xã hội đứng trên sân khấu, mặc trang phục vua Càn Long Trung Hoa biểu diễn như con dối trước các cháu ngây thơ, ngành giáo dục yên bái nghĩ gì? Khi trong lịch sử các vị vua Trung Quốc, thời vua Càn Long nổi tiếng với thú ăn chơi xa đọa Cùng với đó cũng có những bình luận bênh vực. Pháp luật hiện tại không cấm những nhân vật tai tiếng có tiền án tiền sự làm từ thiện, cũng không cấm họ làm màu để phục vụ những động cơ cá nhân. Nên kệ họ các ông, thấy người ta giàu có lại ghen tức à? Người ta quay về nẻo thiện rồi, các bạn đừng nâng quan điểm quá, miễn là giúp người ta được. Mấy ai mạnh tay chi vài chục triệu đến vài trăm triệu từ thiện được như chú Phú Lê chưa? Và loạt bình luận khác. Nhưng đúng là việc một giang hồ mạng sử dụng trang phục giống như các vị vua hoàng đế Trung Quốc để trò chuyện, ca hát và phát quà tại Trung Thu cho thiếu nhi vùng cao đã khiến dư luận bức xúc. Nhận định và phản cảm và không đúng với lịch sử thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Tuy nhiên, việc ca sĩ Giang Hồ Mạng Phú Lê sử dụng trang phục giống như của những vị hoàng đế ngoại quốc để cho chuyện, ca hát và phát quà trung thu cho thiếu nhi vùng cao đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Cho rằng hành động này quá phản cảm, kịch cỡm, thậm chí là hết sức lỗ lăng. Tiểu sử Phú Lê Dưới đây là một vài gạch đầu dòng về Phú Lê. Tên thật Lê Văn Phú, sinh năm 1980, quê quán Yên Bái, biệt danh Phú Lê. Nếu thường xuyên theo dõi mạng xã hội, người ta sẽ không lạ gì với những nhân vật tai tiếng này. Người nào người ấy cũng vẩy kín mực. Thường xuyên xuất hiện trong các video khoe tiền, vàng, đồ hiệu, thậm chí nói tục chửi bậy và được cư dân mạng gọi là những giang hồ mạng. Trong đó có nhiều người còn nhiều lần bị giữ liên quan đến ma túy, có trường hợp từng bị truy tố về tội cố ý gây thương tích. Phú Lê từ lâu vốn được biết đến như một hiện tượng nổi lên nhờ mạng xã hội, khi từng tham gia đóng một số video âm nhạc hay phim ngắn về đề tài giang hồ với nhiều cảnh quay dùng nắm đấm, giang hồ có phần phản cảm. Phú Lê từng đóng một số bộ phim như chạm mặt giang hồ, tham gia diễn xuất nghiệp dư với nhiều bài hát, phim ca nhạc khác nói về đề tài giang hồ, trong đó bài hát được nhiều người biết tới là Đời là thế thôi. Được mệnh danh là giang hồ mạng, người này thường xuyên đăng tải những hình ảnh và video clip đeo đầy trang sức vàng trên người để thể hiện sự giàu có cũng như liên tục giao giảng về tình nghĩa anh em, nghĩa khí giang hồ trên mạng xã hội. Chẳng hiểu đất Bắc Ninh rộng cỡ nào mà cứ 10 mét vuông lại có một giang hồ. Ở đây phải nói là giang hồ nào cũng có, từ giang hồ cao cấp như Minh Sâm, Cường Tỉnh đến giang hồ đều đều cỡ Thụ Loan. Và sau đó có cả những giang hồ được cư dân mạng dành cả một sự yêu ái đặc biệt gọi là giang hồ mõm. Như Dương Minh Tuyển, Khá Bảnh. Và khi hầu hết những người này đều bị nhập kho có người đôi ba lần ăn cơm tù mặc áo số Nhưng không hiểu vì sao vẫn có kẻ ngứa mồm Để lúc nào công an cũng đặt trong tình trạng Đối tượng được theo dõi tại địa bàn Tiểu sử Thánh Chửi Dương Minh Tuyển Vừa nhắc đến rằng Hồ Cường tỉnh từ Sơn Bắc Ninh Ở số trước vì đội chịu chơi cho vay nặng lãi cầm đầu dịch vụ cá độ bóng bánh và tàng trữ vũ khí thì bất ngờ ngày mùng 4 tháng 10 năm 2023, công an đã đến tận nhà cường tỉnh bắt được tổng cộng 37 đối tượng đang say sưa nhảy nhót với nàng tiên nâu. Qua test nhanh có tới 27 cháu dương tính với ma túy. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói khi đại ca Giang Hồ Cương Tỉnh bị bắt khi đang phê ma túy. Sau khi tỉnh mộng, ông chùm mới nói lời ân hận nhưng đã quá muộn màng. Nhìn Cương Tình khá bảnh, nhiều người lại nhớ đến một Giang Hồ khác có tên là Dương Minh Tuyền, người được cộng đồng mạng ưu ái đặt cho biệt danh Giang Hồ Mõm. Xét về nhiều góc độ, Cương Tình khá bảnh có nhiều điểm tương đồng với Dương Minh Tuyền như đồng hương Bắc Ninh, cùng vào tù ra tội, có nhiều án tích. Và kiếm sống nhờ vào lời nói Dương Minh Tuyền được nhiều người đặc biệt danh là Thánh Chửi Thường xuyên xuất hiện với hình ảnh một gã giang hồ xăm trổ hay một tên xã hội đen hài hước Đầu tiên, hãy đi tìm hiểu về lý lịch trích ngang của Dương Minh Tuyền Tên thật Dương Minh Tuyền, biệt danh Tuyền Mốc, Tuyền Mốc Bắc Ninh, Thánh Chửi Sinh năm 1986, quê quán thành phố Bắc Ninh Lý do nổi tiếng có các phát ngôn gây sốc dương minh tuyền có biệt danh thánh chửi là do anh thường xuyên đăng tải các video và live stream với nội dung chửi bới tục tĩu lên mạng đa phần những video này đều khá bạo lực phản cảm tuy không hoạt động trong giới giải trí nhưng anh lại biết cách lôi kéo sự chú ý từ cộng đồng mạng xã hội qua lời lẽ thô tục chửi bới nhiều người do đó cộng đồng mạng không còn lạ gì khi nhắc về thánh chửi dương minh tuyền bên cạnh đó dương minh tuyền còn nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh thánh chửi từ lâu tuyền mốc đã là nhân vật khá nổi tiếng trên mạng tuyền cũng là hiện tượng mạng được biết đến rộng rãi qua các video đăng tải trên youtube và facebook số lượng theo dõi thánh chửi này liên tục tăng qua các video tuyền đăng tải có thể bạn chưa biết dương minh tuyền có quan hệ khá mật thiết với một số giang hồ mạng như khá bảnh huấn hoa hồng bên cạnh đó thánh chửi tuyền mốc còn thường xuyên chia sẻ ảnh chụp chung với người nổi tiếng và ca sĩ dương minh tuyền nổi tiếng ở trên mạng xã hội với biệt danh thánh chửi khi chứng kiến việc gì đó chứng tai gãi mắt Tuyền lập tức quay lại clip, chửi bới tục tiễu rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook hoặc Youtube. Tuy nghề chính của Dương Minh Tuyền không liên quan gì đến showbiz, nhưng Tuyền lại dùng thanh thạo những chiêu trò câu like. Do đó, các kênh Tuyền lập ra đều có số lượng người theo dõi khá lớn. Facebook của Tuyền có 37.000 người theo dõi, Facebook của vợ Tuyền có 73.000 lượt người theo dõi. Có lần trong một live stream, Dương Minh Tuyền tự hào là ông Tổ khai sinh ra ngành giang hồ mõm. Nếu như thời ngày xưa không có tôi thì làm sao có cái trò tiêu khiển là cầm cái smartphone để xem cái ông này ông ở trên mạng ông nói gì tôi tôi làm một cái trò chơi gọi là thú, thú vui tiêu khiển cho các bố cho các bà cho các mẹ để làm cái gì để giải bớt cái sờ chết trong đầu sau một ngày làm mệt mỏi sau áp lực của cuộc sống ơi vào xem thằng dương minh tuyền nó làm một trò hài ôi man, thằng này nó làm cái gì mà nó chữ bệnh ghê nhưng mà xem thằng này chữa bệnh đáng yêu nhờ trước đây dù những video này không mang lại giá trị cho người xem nhưng vẫn thu hút cả triệu lượt thích lượt xem không ít bình luận nhất là từ những bạn tuổi còn trẻ như học sinh thanh niên tuyển lôi kéo sự chú ý cộng đồng mạng bằng lời lẽ thô tục vụ chửi Manchester City chửi hot boy xăm trổ Lê Hoàng Anh cô giáo cùng bọ cạp tuy nhiên thời điểm này rất ít người like và tương tác với tuyển các video của Tuyền chỉ được vài chục hoặc vài trăm like. Tuyền Mộc được nhận xét là biết làm ra tiền và khéo ăn khéo nói. Tuyền là chủ quán bia hơi rất đông khách. kể cả hàng xóm của Tuyền và nhân viên quán bia đều tỏ ra quý mến Tuyền. Có thể nhiều người chưa biết ngoài đời Dương Minh Tuyền vẫn còn nói ngọng. Ví dụ phát âm anh em xã hội thành anh em xã hội. Trước đây Dương Minh Tuyền có xuất thân từ đầu bếp chính làm ở nhà hàng khá nổi tiếng tại Bắc Ninh. Tuy nhiên Tuyền đã bỏ nghề và trở về phường Vân Dương làm tự do. Tuyền Mốc mở quán nhậu do chính tay mình làm, trong đó có món thịt heo quay rất được thực khách ưa chuộng. Với mong muốn quán của mình được nhiều người biết đến hơn, Tuyền làm khá nhiều clip. Dương Minh Tuyền có mối quan hệ tương đối thân thiết với các ca sĩ nổi tiếng. Tiểu sử Dương Minh Tuyền từng có tiền án tiền sự khá nhiều. Ở ngoài đời thật thì bị bắt, Tuyền tỏ ra ủ rột đến não nề chứ không hề hồ báo cáo trồn giống clip. Chưa kể thánh chửi này cũng bị rất nhiều người ghét đưa ra lời thách đấu và hẹn nhau gặp mặt. Trên thực tế vẫn chưa có cuộc thanh toán nào xảy ra như đã hứa. Trên mạng xã hội, Dương Minh Tuyền chấp nhận đương đầu cùng Giang Hồ Bắc Ninh và Giang Hồ Hải Phòng để bất chấp được một tiếng. Dương Minh Tuyền còn can thiệp vào cả thái độ của Giang Hồ Hải Phòng hay thách đấu Giang Hồ Thái Bình. Ngoài ra, Tuyền Mốc còn đưa cả tên tuổi nhiều ông anh lớn để căng phong kẻ biển. Chưa kể, anh ta còn đưa ra lời thách thức với nhiều Giang Hồ qua mạng xã hội. Thật may rằng chưa có vụ giang hồ nào đến tận nơi để gặp Tuyền Mốc như clip đã hứa. Vì trên thực tế vẫn chưa xảy ra cuộc chạm chán nào, đổ máu nào. Có lẽ vì không ngại réo tên các giang hồ cộm cán ngoài đời mà Dương Minh Tuyền được người theo dõi gọi là giang hồ mạng hay giang hồ mõm, ý chỉ là những giang hồ chỉ biết nói mồm. Đối với các dân anh chị thực sự, họ chỉ xem Dương Minh Tuyền như một người vô hại. Họ không muốn mất thời gian đi tìm và rồi lại phải nghe xin lỗi. chính vì vậy mà các cuộc đáp trả qua lại với Tuyền Mốc chỉ toàn là những anh hùng bàn phím giỏi nói nhưng không giỏi làm. đa số các clip mà Thánh Chửi Tuyền làm đều có mục đích học hỏi, giao lưu, lên án các cái xấu. Tuyền thường xuyên xuất hiện với bộ dạng khoe hình xăm kín người, thanh niên cởi chân, để kiểu tóc không giống ai. kèm theo đó là tay cầm mã tấu và dao, thậm chí cả đạn dược. Lời nói chửi bậy của Dương Minh Tuyền đầy thô thiển, đe dọa, nắn gân những người Tuyền muốn gây hấn. Tuy nhiên, không có câu nói cụ thể nào tạo nên thương hiệu của Thánh Chửi. Bởi trong các clip những lời nói thô tục xấu xa vô văn hóa đều được tuyển phát ngôn ra khá thường xuyên. Dương Minh Tuyền hiện chỉ có một người vợ mang tên Phạm Thơm. Thánh chửi và vợ của mình đã có với nhau ba người con. Cô luôn kể vai sát cánh cạnh chồng mình dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Trong thời gian Thánh chửi ở tù, vợ là người an ủi động viên khích lệ chồng cải tạo thật tốt để có thể ra tù trước thời hạn. Dù trên mạng xã hội Tuyền Mốc luôn gắn liền với hình ảnh hồ báo, nhưng ngoài đời lại là người chồng rất tình cảm với vợ thành tích bất hảo của Dương Minh Tuyển. Vào khoảng tháng 10 năm 2016, trong lần đi hát karaoke với bạn bè, Tuyển Mốc đã xảy ra xích mích cùng nhân viên phục vụ trong quán. Tuyển ném điện thoại của người này xuống sàn. Người bạn Nguyễn Mạnh Hùng của Tuyển đã nhặt trả điện thoại cho nhân viên và trách cứ Tuyển. Do đó, hai người này xảy ra cãi cọ. Lúc nóng giận không kiểm soát được cảm xúc, Nguyễn Mạnh Hùng dùng chai bia đập vào trán Tuyển. Thánh chửi Tuyền càng tức giận chạy về nhà lấy khẩu súng bắn ba phát lên trời. Sau khi người dân đã giành lại súng, Tuyền cầm theo dao chửi bới Hùng liên tục. Qua sự việc này, cả Hùng và Tuyền đều bị công an khởi tố bắt tạm giam. Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Thánh Chửi bị Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh xét xử tuyên phạt 32 tháng tù vì tội hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng. Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Tuyền Mốc được thả trước thời hạn. Từ khoảng thời gian này, Tuyền thường xuyên xuất hiện với dáng vẻ anh hùng trượng nghĩa. Ngày 31 tháng 3 năm 2019, Dư luận xôn xao khi Dương Minh Tuyền đến nhà nữ sinh Hưng Yên bị năm bạn cùng lớp đánh để trao 10 triệu đồng với mong muốn giúp đỡ. Bởi vậy mà Tuyền được nhiều người vây quanh giống ai đổ. Ngày 4 tháng 4 năm 2019, kênh YouTube của Dương Minh Tuyền bị YouTube hạ xuống do vi phạm nghiêm trọng chính sách. Trước khi bị khóa chính thức, kênh YouTube của Dương Minh Tuyền thu hút 500.000 lượt người theo dõi. Tuy nhiên, gần một tháng sau, Dương Minh Tuyền lại mở kênh mới với gần 40 triệu lượt xem qua 62 video đăng tải. Theo thống kê, với thành tích này, chủ kênh có thể kiếm về 5.000 đến 79.800 đô la Mỹ, tầm 116 đến 1,86 tỷ đồng hàng tháng. Ngoài ra, thu nhập của anh còn đến từ việc kinh doanh buôn bán ngoài đời thực. Sự kiện lớn tiếp theo trong tiểu sử của Dương Minh Tuyền đó là vào ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021, Tuyền bị hai người lạ mặt sử dụng súng bắn lúc ngồi trong xe gần quán karaoke tại Hải Dương. May mắn thánh chửi không sao. Theo lời khai của người nổ súng, Tuyền và người này đã xảy ra mâu thuẫn từ trước qua việc chửi nhau thách thức trên mạng xã hội. Do đó, người này muốn bắn Tuyền với mục đích trả thù. Dương Minh Tuyền tiếp tục vướng vào vòng lao lý ngày 30 tháng 7 năm 2021. Ngày 30 tháng 7 năm 2021, khi đang tụ tập trong quán karaoke trên địa bàn cùng 12 người khác, Tuyền bị công an thành phố Ninh Bình bắt vì tội sử dụng ma túy. Trên mạng xã hội, nháo nhau thông tin Tuyền Mốc bị đánh trọng thương tại Hồ Ngọc Lân, Bắc Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Vào tối mùng 3 tháng 3 năm 2022, một số người đăng tải hình ảnh Dương Minh Tuyền đang nằm viện. Theo chia sẻ, vết thương của Tuyền khá nặng và phải chuyển lên bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, thánh chửi Dương Minh Tuyền đã có phản hồi vào sáng ngày 4 tháng 3 rằng bản thân khỏe mạnh hoàn toàn. Tuyền khẳng định thông tin trên mạng là sai sự thật. Những hình ảnh Tuyền nhập viện là trò câu like. Sáng cùng ngày, công an phường Kinh Bắc cũng khẳng định rằng không có vụ đánh nhau nào đêm qua trên địa bàn xảy ra. Có thời điểm một số giang hồ mạng quay vòng chửi nhau lần lượt, chửi để tăng lượt theo dõi, chửi để câu view, câu like chửi không thiếu từ gì, chửi cả họ hàng hàng hốc, mục đích có lẽ chỉ để kiếm tiền từ YouTube. Không hiểu có một sự hòa thuận ngầm nào giữa họ hay không, thế nhưng cư dân mạng đã được xem những màn chửi nhau như hài kịch. Người ta hâm mộ những khá bảnh như Huấn Hoa Hồng, như Dương Minh Tuyền, như Dũng Chọc Hà Đông, như Phú Lê, toàn những người chơi mạng xã hội nổi tiếng, được nhiều người biết đến và đều ít nhiều có dính dáng đến pháp luật. Nổi tiếng trên mạng xã hội trong vài năm trở lại đây, Dũng Trọc trở thành hiện tượng khi thường xuyên phát trực tiếp nói về cách sống và luật của người trong giang hồ. Vừa qua, Dũng Trọc lãnh 42 tháng tù vì tội sử dụng mã túy đã chính thức được ra tù. Vậy với bản lĩnh của kẻ được xem là đàn anh trong giới giang hồ mạng, Dũng Trọc Hà Đông phản ứng gì khi nghe thấy tên Hải Bánh? So cờ giữa hai chùm giang hồ này ra sao? Hãy cùng PKT tìm hiểu tiểu sử của Dũng Trọc, một nhân vật từng làm dậy sóng thế giới ngầm của đất Hà Thành trong danh sách phát tiểu sử giang hồ người nổi tiếng. Phát sóng vào 3 khung giờ, 11 giờ, 12 giờ và 18 giờ trên PKT. Dũng Trọng Hà Đông phản ứng gì khi nghe tên Hải Bánh? À, Lúc Kim Nguyễn ơi, cái chuyện mối quan hệ thì, Được. thì uh, à, chú Hải Được thì ơi. toàn là anh làm ngang ngang tuổi nhau và chú chú Hải ngang ngang tuổi tuổi nhau. Khỏe nhá, anh với em, toàn anh em cả. Sau khi ra tù đã bắt đầu thấy lại sự ảnh hưởng của mình cả trên phương diện giang hồ lẫn trong mạng xã hội. Trong giang hồ trước đây khi Dũng Trọc phải rời xa địa bàn để cải tạo hơn 3 năm tù, thì anh em tan đàn sẻ cũng như giới giang hồ bỗng chốc vắng tanh. Kể cả những đệ tử thân cận như Giang Rồng, Kiên Trọc cũng im lặng và lui vào ẩn mình. Rút khỏi giang hồ nhưng đệ tử như Phú Lê Huấn Hoa Hồng cũng trở về sống cuộc sống thường ngày, hiếm khi thể hiện bản lĩnh trên mạng xã hội một đệ tử thân tín khác là dương minh tuyền cũng ngậm ngùi xin lỗi hải bánh một lần nông nổi và mạnh miệng tuy nhiên thế giờ đã thay đổi đại ca dũng chọc đã trở về với sự tự tin và uy tín của đàn em cũng đã tăng lên đáng kể hải bánh đã trở về từ lâu nhưng chưa một lần thấy ai phú lê huấn hoa hồng xuống thăm sức khỏe hoặc dương minh tuyền không ngại chê quá chừng ngược lại từ khi dũng chọc bước ra cổng tù hàng loạt anh em như phú lê huấn hoa hồng hồ văn khoa đã chỉnh thể quần áo và tạo dựng tinh thần đoàn kết đáng nói khi hải bánh tiếp tục tối ngày bên song sắt thì dũng chọc hà đông đã trở thành một người nổi tiếng trong giới giang hồ dũng chọc đã làm mưa làm gió thu hút sự quan tâm của đại ca và anh em lớn khắp các vùng họ đến để thỉnh giáo tạo quan hệ và có thể nói có mối quan hệ với em út của giang hồ trong thời gian đó dũng chọc đã nổi tiếng hơn cả hiệp đen khi nhiều người đánh giá dũng chọc cao hơn một bậc những sự kiện này đã thể hiện thực lực và uy tín của dũng chọc đủ để khiến cả giới giang hồ phải nể phục dũng trọc. Mặc dù có kẻ tiểu nhân cố tình vạch mặt dũng trọc hoặc cố tình làm dũng trọc bẩn tên tuổi, nhưng sự khoan dung của dũng trọc đối với Khánh Sky đã làm tăng thêm uy tín và sự ngưỡng mộ của giới giang hồ. Trong một buổi vui trong ngày sinh nhật của em út, Dũng Trọc đã tổ chức bay lắc mà quên mất mặt đất còn có các chú công an. Vậy là chuỗi ngày hơn 3 năm ăn cơm tù mặc áo số đã kết thúc. Bất ngờ năm 2022, một cây đại thụ của Giang Hồ có tên là Hải Bánh đã vượt qua án tù 22 năm và trở về cùng với đối thủ định mệnh là bà Trùm, Dung Hà. Điều này đã làm lung lay tên tuổi của Dũng Trọc. Khi Dũng Trọc rời khỏi Giang Hồ trong một thời gian ngắn, Hải Bánh đã tạo ra sự chấn động trong mạng xã hội, đặc biệt trong giới Giang Hồ. Dù Dũng Trọc không gây tiếng vang như Hải Bánh, nhưng ngày trở về của Dũng Trọc vẫn được mọi người biết đến các đàn em đã đến dâng hoa tặng quà và cúng biếu đồ ăn ngon trong mỗi ngày đó. Tuy nhiên, mặc dù Dũng Chọc không có mặt, Hải Bánh vẫn tiếp tục quan sát các diễn biến và chia sẻ trạng thái ngắn gọn, sống chậm lại một chút. Hành động này nhắc nhở mọi người rằng sống qua vội vã có thể khiến họ phải trả giá đắt. Và cả Hải Bánh và Dũng Chọc đều đã từng trải qua những thời kỳ khó khăn. Mặc dù hai ông chùm Hải Bánh và Dũng Chọc chưa từng nhắc đến nhau hoặc chạm mặt, khoảng cách địa lý gần gũi khi họ cùng ở Hà Nội có thể sớm khiến họ gặp nhau và đối diện khi đó câu hỏi về ai cao hơn ai và ai sẽ chịu hạ mình trước ai sẽ được giải quyết. Dù trong danh tiếng giang hồ thời xưa không ai biết Dũng Chọc đã làm gì, nhưng nhìn vào thực lực thời nay, khi hàng loạt đàn em như Phú Lê Huấn Hoa Hồng, một lòng tôn Dũng Chọc, có thể thấy rằng anh ta đang được đánh giá cao. Tới khi Hải Bánh nói về Dũng Chọc là anh em xã hội và lần đầu tiên gặp sau khi trở về, ông đã hội ngộ với vài anh em giang hồ thời xưa. Tuy nhiên so về tuổi tác, rõ ràng Dũng Chọc là đàn em. Mặc dù ít người biết về danh tiếng của người đã giao du với Hải Bánh, ngoại trừ Du Thiên và Đạt Phi La, nhưng thực tế cho thấy từ khi Dũng Chọc ra tù, Du Thiên đã quay trở lại và chúc mừng ông, cho thấy anh ta không bỏ Dũng Chọc và thậm chí nghiêng về Hải Bánh. Tình cảm này cho thấy rằng sự vắng mặt của Dũng Chọc chỉ là tạm thời và Du Thiên vẫn hướng về ông. Cuối cùng Dũng Chọc không phản ứng khi Hải Bánh gọi nói về Giang Hồ Mạng, chỉ biết nói mồm vì một lần sự cố dây dưa với Khánh Sky ngoài ra không có lý do nào để gọi dũng chọc là giang hồ mom ngay cả một giang hồ tầm cỡ như phú lê có hàng chục đàn em nhưng vẫn ngoan ngoãn làm em út của dũng chọc điều này cần được hiểu dũng chọc không phải là dạng vừa đâu dũng chọc đối mặt với hải bánh ai sẽ nhường và hạ pha dũng chọc hà đông và hải bánh ai hơn cơ ai đây đều là những người được nhiều người xưng tụng là đại ca là anh lớn trên giang hồ họ được nhiều người quý mến nể trọng và thậm chí được gọi là đàn em của hải bánh Lẫy lừng và số má của họ thì có lẽ không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên Dũng Chọc không phải là ngẫu nhiên. Hiệp Đen đã gọi ông bằng anh, luôn thể hiện sự tôn trọng đối với Dũng Chọc. Mặc dù tuổi tác của Hiệp không kém bao nhiêu so với các đại ca khác trong giới giang hồ như Phú Lê, Đường Nhuệ hay các gã nổi tiếng trên mạng xã hội như Huấn Hoa Hồng, Dương Minh Tuyển. Đặc biệt khi trong phim, Dũng Chọc luôn đảm nhận vai quyền lực nhất, mạnh mẽ nhất. Cách đây không lâu, Dũng Trọc đã đề cập đến Hải Bánh trong một buổi tình cờ gặp gỡ ở đám cưới một người anh em, khiến nhiều người bất ngờ khi ông không gọi Hải Bánh bằng anh, mặc dù tuổi tác không chênh lệch quá nhiều. Hải Bánh đáp lại bằng sự cao thượng, cho rằng sự chênh lệch tuổi tác không quan trọng. Ông nhấn mạnh tôn trọng và sự hiểu biết chính là điều quan trọng. Dù không có video ghi lại cuộc gặp, thông qua một hình ảnh và vài dòng viết của Dũng Trọc và Hải Bánh, chúng ta có thể thấy sự tự tin của cả hai trong khuôn mặt Hải Bánh, thể hiện vẻ đàn anh khi giữ được sự điềm đạm, trong khi Dũng Trọc có vẻ thoải mái và tươi cười. Dũng Trọc sau cuộc gặp đã đăng hình ảnh của cả hai lên mạng xã hội thể hiện sự vui vẻ và hạnh phúc của mình khi được gặp Hải Bánh. Dũng Trọc cũng tự nhận là đàn em và là em với Hải Bánh. Hải Bánh thông qua câu trả lời nhẹ nhàng thể hiện sự cao thượng và tôn trọng quan trọng hơn hết là cả hai đã thể hiện sự hiểu biết và sẵn sàng nhường nhịn để duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Có vẻ như cư dân mạng đang làm quá mọi chuyện lên trong khi những nhân vật chính thì chỉ cho rằng mối quan hệ của họ là anh em xã giao và có từng vấp ngã. Đó cũng là lần gặp đầu tiên anh em quý mến uống với nhau ly bia À, chúng ngồi cả, cả cả chú Dũng là thật. Tại hôm rồi đám cưới của. Của, 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 nhà anh Toàn Đen Anh Toàn Đen lấy vợ cho con anh ấy thì Thì chú còn đến đấy gặp gặp chú Dũng thì anh em ngồi uống nhau một ly Là chú và ngồi thật Nói thực ra là chú và chú Dũng thì cũng hôm vừa rồi mới là gặp, gặp, gặp nhau đầu tiên thì Anh em cứ quý nhau à, uống nhau một ly bia thôi à, chú Dũng thì là 668 Chú là 67 thế thì uh, chú dũng vẫn uh, tôn trọng thì bọn mình vẫn tôn trọng nhau thì vẫn gọi là thì uh, dũng uh, chú dũng cũng nói là anh ơi, em kém anh một tuổi em gọi anh bằng anh nhưng mà thôi thì bọn mình là bằng trang với nhau thì, thì cái miệng sao là mọi người tôn trọng nhau là được, được cháu ạ chứ cũng uh, không quan trọng lắm về chuyện tuổi tác <laughs> cảm ơn quang linh uh, chứ còn uh, nếu mà đi chơi mà cứ câu lệ nhiều thì, uh, thì uh, cũng cũng khó lắm thế nha là miễn là cuộc sống là trong cuộc sống mình có tôn trọng nhau và đây cũng là lời chú Hải Bánh muốn mạng xã hội hãy thôi phán xét mà hãy mở đường cho những người hoàn lương một con đường sống